Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Và khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ghen tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, hãy khen Chúa. Để hiểu cái dụ ngôn này, chúng ta sơ qua một chút về cái hoàn cảnh, cái bối cảnh mà cái dụ ngôn Chúa dùng. Ở Palestine thời Chúa Giêsu thì có những người mà không có việc làm nào nhất định cả. Họ là những người thợ mà không bằng lương công nhật thôi. Thế ai mướn thì làm, không mướn thì là không có việc. Do đó mà họ ra đứng ở chỗ chợ, là nơi mà các ông chủ nhà thường ra đó để mướn nhân công. Và họ tới đó từ sáng sớm. Có những người may mắn được mướn, có những người thì cứ đứng đó chờ mà không được mướn. Và chúng ta biết là mỗi một ngày công, như trong dụ ngôn nói là một đồng. Một đồng là đủ cho một gia đình sống trong một ngày, đủ lương thực cho gia đình sống trong một ngày. Nếu mà có việc làm thì gia đình no, mà không có việc làm thì cả nhà đói. Rồi chúng ta thấy cũng nên biết một chút cái giờ giấc họ chia ra, ở nước Do Thái họ chia ra là họ tính có 12 giờ một ngày thôi. Nên họ tính là 6 giờ là bắt đầu giờ thứ nhất. Rồi tính là tới đó, tới 6 giờ chiều là giờ thứ 12. Nên chúng ta thấy ở trong dụ ngôn là ông chủ ra từ lúc sáng sớm, xong rồi tới 3 giờ. Tới giờ thứ 3, tức là 9 giờ thì ông ra nữa. Xong rồi tới thế trưa ông ra nữa. Rồi tới chiều, 5 giờ chiều, tức là giờ thứ 11 là 5 giờ chiều rồi. Ông vẫn ra và vẫn còn thấy có người đứng đó chờ làm việc. Nên ông mới mướn luôn vào trong làm vườn cho ông ấy. Và chúng ta khi mà biết như vậy, chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Chúng ta chưng hửng đấy, là ông ấy trả đồng đều hết. Những người làm từ sáng sớm cũng lãnh một đồng,
và những người làm có một giờ thôi cũng lãnh được một đồng. Chúng ta ngạc nhiên vì chúng ta thắc mắc là tại sao ông trả công cho mọi người bằng nhau. Người làm một giờ cũng bằng tiền của người làm chọn ngày nắng nôi khó nhọc. Như thế có vẻ bất công quá. Nên cái việc càm ràm của những người mà làm từ sáng sớm là đúng, nếu mà trong trường hợp của chúng ta cũng đúng. Tuy là họ đã đồng ý với ông chủ là làm một ngày một đồng. Những cái lời mà ông chủ nói thì là: tôi đâu có đối xử bất công với các anh đâu. Các anh đã chẳng thỏa thuận với tôi là công nhận một đồng sao? Hãy cầm lấy phần của mình mà đi về đi. Tôi không có quyền cho trả lương cho những người làm sau chốt bằng anh như tôi muốn hay sao? Hay anh ganh tị vì tôi đối xử rộng rãi tốt lành với những người khác? Thiên người chủ vườn nho trong phúc âm hôm nay, trong cái dụ ngôn hôm nay, đó là chính Thiên Chúa của chúng ta. Và chúng ta thấy Thiên Chúa hành xử không theo sự công bằng của con người, không theo cái suy nghĩ của con người, nhưng theo lòng thương xót và tình yêu vô biên của Ngài. Qua đó chúng ta khám phá ra một điều quan trọng như trong bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói, là cái suy nghĩ và hành động của Thiên Chúa thì khác xa với suy nghĩ và hành động của chúng ta. Theo lẽ công bằng của con người thường tình của chúng ta thì ai làm nhiều thì sẽ lãnh lương nhiều, mà người làm ít thì lãnh lương ít. Nhưng mà nếu mà theo cái công bằng như vậy, những cái người mà làm sau cùng là những người mà không có ai mướn hết. Mà chúng ta biết là những người đó nếu mà tới buổi chiều, 6 giờ chiều, lúc đó về nhà nhìn thấy cảnh vợ con đói khổ thì có đau khổ hay không? Không phải là họ không muốn làm, nhưng mà không ai mướn họ. Ở đây chúng ta mới thấy là cái sự công bằng ở đây là công bằng của tình thương. Nếu mà theo cái cách nhìn của con người thì những người mà làm một giờ như vậy được trả có một chút xíu tiền thôi thì làm sao mà đủ cho các gia đình sống trong ngày hôm đó. Nên chúng ta thấy cái tâm địa của những cái người mà làm từ ban sáng á, mà họ ganh tị, họ hẹp hòi đối với những chính những người thợ như mình, những người công nhân như mình. Vì như vậy thì họ trở nên bất công, vì họ không chấp nhận cho người khác có quyền sống hạnh phúc như họ. Và chính cái tâm địa xấu xa của họ càng làm nổi bật lòng nhân nghĩa cao vời của ông chủ. Ông không đối xử với người ta theo tương quan buôn bán, tính toán, nhưng theo tương quan tình nghĩa, và mời gọi người ta bắt chước cách đối xử tình nghĩa của ông. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách ứng xử của ông chủ trong câu chuyện của phúc âm hôm nay chính là cách ứng xử của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa thật rộng lượng nhân từ. Ngài mời gọi mọi người, người thu thuế, những người bị xã hội và người khinh chê, những người bị loại trừ, những người tội lỗi vào nước trời. Và Ngài cho họ vào một cách nhưng không, chứ không phải là vì công trạng của họ xứng đáng. Thiên Chúa thật rộng lượng nhân từ, vì đường lối của Ngài khác hẳn đường lối ti tiện hẹp hòi của chúng ta. Chúng ta hay so đo tính toán và đánh giá từ sự so sánh của chúng ta. Chúng ta nhìn người khác với những cái họ có hơn mình hay những cái mà mình không có để bực tức và ghen ghét.
Hơn nữa, nhiều khi chúng ta nhân danh công bằng để đối xử hẹp hòi, khắt khe, độc ác với người khác. Công bằng mà không có bác ái là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Nên chúng ta phải vượt qua cái mức tối thiểu của công bằng, chúng ta mới có thể đối xử bác ái, tình nghĩa với nhau. Và nhờ thế cuộc sống mới chan hòa tình người và đầy niềm vui và hạnh phúc. Với những người hay so đo tính toán với người khác thì Thiên Chúa cứ theo luật công bằng mà xét xử. Còn những ai rộng rãi biết thương xót người thì sẽ được Ngài xét xử theo lòng nhân từ xót thương. Thiên Chúa luôn luôn tuyệt vời hơn những gì con tim nghèo nàn của chúng ta có thể tưởng tượng. Nên ước gì trái tim chúng ta trở nên giống như trái tim của Thiên Chúa tình thương. Vì chính trong tình thương chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa. Dear friends and my beloved children, in our Bible lesson today, Jesus told a story about a landowner who was hiring men to work in his vineyard. He had some of them early in the morning, some in the middle of the day, and some he hired just before quitting time, about 5 o'clock. When it was time to pay the workers, he paid them all the same. And you guess what the workers who were hired earlier in the morning said? They cry out, "Hey, that's not fair. You paid the workers who work only 1 hour the same as those of us who work all day." Then the owner of the vineyard said, "I'm not being unfair to you. I paid you what I agreed to pay you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Are you jealous because I am generous?" The question for today is this: is God fair? Of course He is. But you know what else? The Bible tells us that He is more than fair. The Bible tells us that God is love. Does God love us because we love Him? No. The Bible says, "Is it real love not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins?" So, that's not fair. That's love. If we got what was fair, none of us would get to heaven. I'm glad that God doesn't give me what is fair. He gave me His love and grace in spite of what I deserve. So, today we should thank God for loving us so much that He sent His Son to give us everlasting life.